hiệu mặt 148 lần trên phút, nhiệt độ 39,4 độ C, huyết áp 110/60, nhịp thở 50 lần trên phút, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được. Tim nêu rõ tần số 148 lần trên phút, phổi trong không gian đồng đều. Có hỏng lết đỏ, có vài sang thương vùng niêm mạc của môi, sang thương lòng bàn tay, lòng bàn chân ít. Tiền căn bản thân là sản khoa para 1001, sinh thường đủ tháng, cân nặng lúc sinh là 81 kg. Chưa ghi nhận tiền căn bệnh lý bất thường, cân nặng 8,2 kg, chiều cao 73 cm, cân nặng đến tuổi là bình thường, chiều dài đến tuổi bình thường, còn cân nặng đến chiều dài thì có xu hướng suy dinh dưỡng, vòng đầu bình thường, chưa ghi nhận dị ứng thức ăn hay thuốc, tại vì cho họ được phát triển tâm thần, chúng người thì đã tiêm đầy đủ theo lịch tiêm chủng mở rộng. Gia đình chưa ghi nhận triệu chứng tương tự về dịch tễ. Thì bệnh nhân sinh ra và đang sinh sống tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đang nghi ngay trẻ tiếp xúc với 2-3 trẻ, tuy nhiên chưa ghi nhận bé nào bị bệnh tương tự bé. Thăm khám vào lúc 9 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2021. Toàn thân bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, chi ấm, serotonin ấm 2 giây, mạch nữ chi đều rõ. Tần số 142 lần trên phút ra nền hồng, trải đắp và sang thương nằm nước sạch trên nền hồng ban, tại vị trí lòng bàn tay, lòng bàn chân, không phù, không nốt xuất huyết, xuất huyết bình nhiên. Tuyến giáp không to, hạch ngoài đi không sơn chạm, không phù và không giống mất nước. Phần dinh dưỡng thì bé nặng 8,2 kg, dài 73 cm, có xu hướng suy dinh dưỡng. Vòng đầu bình thường, sinh mạch và sinh hiệu mạch 142 lần trên phút, nhiệt độ 39 độ C, huyết áp 110/60, nhịp thở 46 lần trên phút. Về hệ tim mạch thì là lòng ngực cân đối, không u, không xẹo, không ổ đau bất thường, mỏng tim nằm ở lên xuống 4 ngoài lưng kim đoan trái 1 cm, hạt cơ âm tính. Cùng nhiều âm tính, mạch tứ chi đều rõ, tần số 142 lần trên phút. T1, T2 đều rõ, tần số 142 lần trên phút, không âm phổi bệnh lý. Kéo hấp thì lồng ngực cân đối, không biến dạng, di động cho nhịp thở, không đứt lõm ngực, phổi ri đau, tính năng êm dịu, không nghe nan. Hệ tiêu hóa, bụng cân đối, không u, không xèo, bụng mềm, không chướng, không nhận đau khu trú, răng lách không sơ chán. Hệ thần kinh, cổ mềm, không giấu thần kinh khu trú với hệ tiết niệu đi. Không cầu bàn quan, trạng thành âm tính. Hệ cơ xương khớp, không hiểu liệt chi, không biến dạng, không giới hạn vận động. Tai tai bị hỏng thì tai cũng không chạy được. Hỏng lết đỏ có vài sang thương niêm mạc của môi. Da đại giác, vài sang thương giảm mụn nước sẵn tiến lên hồng ban tại vị trí lòng bàn tay, lòng bàn chân. Các cơ quan khác thì chưa phát hiện bệnh lý bất thường. Tóm tắt bệnh án là bé nam 10 tháng tuổi nhập viện đi sốt 7 ngày 2, ghi nhận triệu chứng cơ năng bao gồm sốt ngày 2, vũ kém, không giật mình, triệu chứng thực thể bao gồm sốt 89,4 độ C, huyết áp 110/60, nhịp thở 50 lần trên phút, hỏng lết đỏ có vài sang thương niêm mạc của môi, trải rác vài sang thương dòng nước sẵn trên đến hồng ban tại vị trí lòng bàn tay và lòng bàn chân, xu hướng suy dinh dưỡng và dịch tễ là đang lên nhà trẻ. Và vấn đề của bọn em đây là sốt ngày 2, hội chứng xia, huyết học, các mụn nước sẵn trên nền hồng ban đại giác tên đại giác của bông bàn tay bàn chân, huyết áp 110/60, nhịp thở 50 lần trên phút, xu hướng suy dinh dưỡng, dịch tễ lăng tim nhà trẻ. Chẩn đoán sơ bộ là tay chân nhiễm độ 3. Chẩn đoán phân biệt với nhiễm trùng huyết, lý do nhiễm trùng da, viêm loét miệng, thủy đậu và Kawasaki.
thì tay chân miệng độ 3, nghĩ là tay chân miệng độ 3 bởi vì bé 10 tháng là đi ra trẻ có hỏng hết đó, có vài sang thương vùng niêm mạc của môi, vài sang thương rằng nước sẽ đi lên hồng ban tại vị trí lòng bàn tay lòng bàn chân, kèm với sốt 2 ngày trên 39 độ không áp, không đáp ứng với thuốc hạ sốt nên là nghỉ dâu tới bệnh tay chân miệng, xếp vào độ 3 bởi vì bé 10 tháng nhỏ hơn 1 tuổi có huyết áp 110-60 là trên 100, nhịp thở 55 phút đã thử nhanh theo tuổi nên nghĩ tay chân miệng độ 3. Thì đối với tay chân miệng độ 3 bao đen thì phết hồng, phết trực tràng, PCR có kèm theo hoặc không cấy EV71 và các xét nghiệm theo dõi triệu chứng bao gồm tổng phân tích tế bào máu CRP, cấy máu, đường huyết nhanh mỗi 36 giờ, khí máu, lắc tắc máu, ion đồng, ALT, ure, creatinine, troponin E, CKMT, CPK, X quang phổ trường, tim tập ra thắt lưng xét nghiệm chưa định. Chẩn đoán phân tích đầu tiên là nhiễm trùng huyết lý do nhiễm trùng da thì là do bé có hội chứng siêu bao gồm sốt trên 38,5 độ C còn gây thở nhanh theo tuổi. Lại các vai sang thương rằng dòng nước chặt lên lên hồng ban tại vị trí lòng bàn tay và bàn chân nên nghĩ nhiễm trùng huyết lý do nhiễm trùng da. T thì tổng phân tích tế bào máu CRP, cái máu và kháng sinh đồ. Chẩn đoán phân tích thứ hai là viêm lết miệng thì do bé có lết hồng đỏ nhưng có kèm sang thương da nên là ít nghĩ. Khi đầu thì bé sốt cao bú kém có đại đáp vài sang thương rằng nước chảy lên hồng ban tại vị trí lòng bàn tay lòng bàn chân có vài sang thương vùng niêm mạc của môi tuy nhiên vẫn chưa loại trừ được thủy đầu. Một phần nữa là do sang thương ở lòng bàn tay lòng bàn chân không xuất hiện ở lưng và vùng nên là ít nghĩ thì đây thì xét nghiệm huyết thanh IgM của thủy đầu. Thứ năm là Kawasaki thì ít nghĩ vì hiện tại bé mới sốt cao 2 ngày không đáp ứng với hạ sốt, không có đỏ mắt và sáng thương da không phù hợp, đề nghị thêm siêu âm tim. Thì cái sang thương mà tụi mình được cung cấp á, thì cái này là do anh cung cấp tại vì trên khoa nhiễm hiện tại không có ca tại chân miệng nào hết nên cái phần đặc điểm sang thương về kích thước hay là về mô tả như thế nào thì mình không ghi nhận được. Cái này tụi mình mới được cung cấp ngày hôm qua này. Về phần dịch tễ đang đi nhà trẻ thì mình muốn bổ sung là ý là nó có hoạt động tay huyệt với lại bé đang 10 tháng tuổi thì nó đang một bé đang 10 tháng tuổi đang đi nhà trẻ thì nó có yếu tố nguy cơ cao của tay chân miệng nên mình đưa vào bé mẹ đi làm 10 tháng tuổi. Nhưng mà nếu mà nó đi nhà trẻ nó tiếp xúc nhiều trẻ khác nhau thì nó sẽ làm tăng yếu tố nguy cơ lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ý là trong trường hợp mà ý là giả sử mấy bé khác mà nó không có triệu chứng nhưng mà bé mình có tay chân miệng á, thì mình cũng phải hướng dẫn cho những cái đứa bé còn lắm đi cách ly hoặc là nó nên tầm soát được cái tay chân miệng nên mình cũng đưa vào. Thì trong cái phân độ của tay chân miệng á, thì cái phân độ tay chân miệng nó hình như mình thấy nó hơi khác so với là cái phân độ tăng huyết áp, nên mình trên cái mặt cạnh của trẻ này mình có ghi rõ là huyết áp bao nhiêu. Nếu như mình chỉ đưa một chứng si á, thì mình bỏ lỡ cái nhịp thở, thì trong cái phần cũng là phần phân độ tay chân miệng luôn, thì nó cũng có một cái mục là nhịp thở nhanh theo tuổi, nên mình cũng muốn tắt đi cái nhịp thở này để ví dụ việc gọi cái về cái phân độ tay chân miệng cho nó dễ. Rồi, cái nhịp thở này các bạn đánh giá là thở nhanh theo tuổi luôn. Dạy 50 lần trên phút đầu tiên. Trên 50 lần. Nó ngày nào cái độ tắc 10 lần trên phút. Nhưng mà các bạn là nhớ nó là một cái lưới số 39 thì tôi cũng lên. Nè các bạn học hết các bạn nghĩ các bạn nhớ thì khi mà tăng 1 độ thì 37 5. Thì nó sẽ tăng 7 lần là 6 lần tại gì gì đó. Trên cái chỗ này nhịp thở này các bạn chơi ở nhà thì cũng đúng phải là đưa cái lưới mình nghĩa nó phải trên 50 lần trên phút. Này 50 lần trên phút. Và thứ hai nữa cho một đứa đang số cái chỗ này nên là các bạn biết là nhà là cái này cũng là anh có biết sinh viên nó là sao về thì cái này cũng biết tại á cái ca này nó nặng luôn cái ca này nó sẽ nhiều rồi nó nằm cái gì nó nằm vào bắp túi vậy đó nó là cái ca này cũng bị bỏ ngay em nhưng mà sau đó không biết anh về sau đó ra cái nó nằm cái khác 10-60 cho nên là được cái bước của ba nhưng mà thôi nhớ nhưng mà thứ nhất là bạn nên lưu ý là chắc
Vâng rồi. Anh nói rồi nha, nếu như mà một cái đứa mà nó không có triệu chứng gì khác của độ 2 như gì hết, mà nó chỉ có một cái vụ mà tăng huyết áp lên mặt như vậy, thì thứ nhất là bạn phải cân nhắc là nó có thực sự tăng huyết áp thực sự hay không, hay là do lúc mà các bạn đo chẳng ăn uống không đúng, hay là nó dậy lên tập các bạn đo không được, đang quấy mắt các bạn đo huyết áp nó tăng giả tạo ra sốt cao huyết áp nó cũng tăng, thì cái này mình phải cân nhắc để mình coi lại đúng. Nếu như mà nếu mà các bạn mà làm đúng hết á, thì và đó các bạn đo hai ba lần luôn mà nó đều cao như vậy, thì các khả năng mà nó bị cái chứng của ba á, thì thực tế là có, và thường những cái ca nó sẽ nên cho vô cái phòng cấp cứu và theo dõi sát, chứ cũng chưa cần phải tiêm thuốc hồi sức từ đầu ha. Nếu như mà họ có cái tầm hiện như thế, như đứa này nha, là tình tiếp xúc tốt, nó nói chung là thấy không có lừa đường, không có dấu hiệu bất cứ dấu hiệu nào khác ha. Còn nếu như mà nó có bất cứ dấu hiệu nào khác, hay là lịch sử dịch nhiều lần hay gì rồi, kẹt cái ca nó coi cho nó xuống hồi sức nha, hiểu ý không? Rồi cái trường hợp này là nói chung là chỉ có loại một cái là tăng huyết áp cao được tập thôi nha. Thì thôi các cái bình thử cái bình an anh cho mấy bạn như vậy rồi thôi, mình tội nghiệp mấy bạn thôi, mình cứ đi theo quy luật đó là tại vì mình có ai nha. Cái xu hướng suy dinh dưỡng á, thì coi đó là cái vấn đề mà của dinh dưỡng trên mai không có bạn ở đây, cái dinh dưỡng phải của cô mà không có bạn ở đây. Cái thứ hai đó là hội chứng suy, thì có thể là hội chứng suy đó, nhưng mà cái vấn đề là cái phần biện luận các bạn không có nêu được là hội chứng trùng ở đâu. Anh thấy là nếu các bạn kêu là cái gì nhiễm trùng da đúng không, nhưng mà cái vấn đề là cái sang ngưng sẩn một nước này hả, nó rồi khi nào các bạn nghĩ nó mới nhiễm trùng, chứ không phải cứ thấy sẩn chứ không thắc cơ khỏi cứ thấy một nước là kêu là nó nhiễm trùng, không phải nha. Chừng nào nó vỡ và các bạn thấy cái đó đó không quay mà lại tỏ rộng cái chuyện nhiễm trùng với mụn á ha, thì mình nghĩ nó nhiễm trùng, hoặc là có một mụ mình nghĩ nó nhiễm trùng, chứ tự nhiên đùng đụng cái thì cái sang bóng nước mà không có gì hết, có thể nhưng mình cũng phải nó nhiễm trùng nó không đúng cho lắm nha. Và cái sang bóng nước của cái tại chân miệng đặc biệt ở ngoài da nha, nó sẽ rất khó vỡ nha, nó không có dễ vỡ đâu. Rồi và ta chi tiết còn ai hỏi gì không? Rồi cái chủ đề gì còn vấn đề nhé, thì tại cái phần A đúng rồi, cái dấu gì vỡ cảm thấy có cái Kawasaki nữa, cái ca này nó mới tại sao lại còn Kawasaki vô, tại nó mới xuất cái này này, không có lý do gì Kawasaki vô đó, hoặc anh có nói tại sao mình nghĩ không? Cái Kawasaki này rất là ít người nha, tại vì bình thường thì nó phải sốt cao 5 ngày liên tục. Đúng rồi, nhưng mà tích thì nó cũng đưa để làm gì. Tại vì nó sốt cách 2 ngày, cái hẹp này nó sốt 5 ngày thì em còn có thể cân nhắc nghĩ Kawasaki hoặc có nổi ban gì đó. Cái này là ban sợ nước hay là nước cũng rồi thì các khác không có phải ban Kawasaki gì cả. Cho nên thường cái cách được biện luận đó, mình nói là cái bệnh gì đó thì mình sẽ nói là sao, chẳng hạn như là nghĩ Kawasaki là tại vì có sốt trên 5 ngày ban đa dạng gì đó, tuy nhiên là nó sẽ không có những cái này mình cần phải gọi lên định kỳ. Còn này không có cái gì nghĩ đến luôn, đưa vô chi, hiểu ý không? Rồi. Cho nên sau này đi thi cũng vậy nha, những cái nào mà nó có dấu hiệu trùng lặp với cái bệnh chính mà mình thấy thì mình đưa vào. Nhưng nếu mà không có cái gì để mình bấm hết thì không, mình đừng được ép đưa nó vào chi nha. Rồi. Còn cái phần mà đề nghị cận lâm sàng này thì nó là cái phần cận lâm sàng của cái đi lăng của cái tay chân miệng độ 3 kèm với lại mấy cái xét nghiệm linh tinh gì đó, thì mấy thủy đậu gì đó. Thực tế là tại vì bạn mà ta cứ biết thăm event đi theo cái thích bên phê á, thì ở mình thì phải đuổi ra ngoài nên thì chắc cũng phải là bỏ tay bên này nó mới có, cho nên thực tế cái đó thì mình làm cho nó vui thôi. Hình như là nhất không bằng cái VCR á, nó cũng phải dùng LD bốc cũng đuổi ra ngoài nó không phải nhất làm gì là vậy nha, anh không chắc. Cho nên cái đó thì cũng phải là uống mình mới có. Rồi. Còn lại cái này thì trong mặt cầu gây ra thôi, cũng có gì là được hết. Các bạn nhớ lưu ý các thay mà mình hay dùng quả thoát khi mà mình làm cái tay chuyện đổi vai, đó là cái Trobinitin. Cái gì là Trobinitin gì đó, nói chung là cái viên ăn của viên cơ tim nha. Và vì tất nhiên bất cứ con virus nào có xuất huyết cũng vậy, nếu nặng người nó cũng có khả năng nó nghiêm cơ tim. Cho nên nhưng mà tay chuyện mình đã đưa luôn cái mặt cầu luôn, tên là cái Trobinitin khi mà một viên là bệnh nhân có suy tim, hay nói chung là đổi vai cho hơn á. Hình như hồi nãy anh thấy là em có đề nghị mình hỏi thực tập bây giờ nó chọn một cái bộ nhận mấy bạn có biết tại sao mình nhận những cái quan hỏi không? Dạ tại vì bé này có cái số cao thì mà nghĩ rồi mình có ý định là đó là gì?
Chỉ số tăng lên. Và mà thực ra thì trong cái độ 3 là mình có thể biết cái khỏi. Lý do là vậy, trong độ 3 là người ta định là bệnh nhân có suy đi. Là chỉ thật là thực ra tế là khi mà em làm đó, nếu mình nhắm cái mũi bê đó, mình nhắm như cái bộ này ra, em bê như đưa bệnh nhân cũng được, nhắm cái đề cũng được, không sai tại bộ y tế cho phép mình làm. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa là tại người ta suy đi, nhưng người ta không biết tên đi suy đi, người ta sợ nó bị phổi. Nên người ta đề nghị được luôn ý mà không có trong cái này là như vậy, trong cái giai đoạn 3 độ 3 cũng là như vậy nha. Rồi nhưng nếu như mình đang ứng dưới nước này, nhắm cái gì vậy ta mới nhắc. Thì em có nên làm cái quan phổi hay không? Thì thật ra nếu em cân nhắc, em thấy cần em lại ha. Em thấy nha, mà em nghi ngờ nó thực sự nó viêm cơ tim thì em phải chụp cho nó là yeah. Rồi CBC là CBC. Thế cái CBC này á, cái CBC đặc hiệu cho cái hiện tượng mà của viêm cơ, viêm cơ hơn là cũng cơ tim ha. Cho nên cái CBC ra thì nó là chung với mọi người, không có người lớn cái CBC giảm giảm để chỉ cho cái cơ tim. Rồi, và cái cặp trò nó sẽ diễn khi ổn định. Thì cái này hồi nãy nó rồi là lý do không, nếu mà nó có cái chuyện kinh sẽ không phân biệt được. À, hồi nãy còn cái để nói nữa. À, các bạn nhớ là lúc mà cặp trò dịch não tủy của trong tay chân miệng nha. Trong trường hợp là nó có tổn thương hình như luôn rất là tăng. Thường mình là nó sẽ tăng bạch cầu đơn nhân. Nha, nó thì là tăng cái chuyện của virus đó. Nhưng nó vẫn có khả năng gặp những trường hợp tăng bạch cầu đa nhân như bình thường nha. Nhưng nó không có cái kiểu như là gì đó tăng trọng mười mấy ngàn như là trong viêm mạch não cũ, nhưng mà nó vẫn tăng tập cái đây nha, đó trường hợp đó nha, xem các bạn nhớ lưu ý cái điều đó trong cái trường hợp này. Rồi còn lại mấy cái là khi máu tắc máu là để trong trường hợp mà bệnh nhân có thấp tim hay là nghi ngờ thấp gì đó, mình có một cái nền để mình làm. Rồi đó là cái tập trọng mạch này tập này rồi. Kết quả của lâm sàng nhận được công thức máu bài cơ là 12 trên 72 ngàn trên macrolit. Bài cầu là 12.200 tế bào trên macrolit, neutrophil là 6.900 tế bào trên macrolit, hemoglobin là 11.9 gram trên decilit, HCT là 36.6%, tiểu cầu là 160.000 tế bào trên macrolit, estropic là 88%. Kết quả công thức máu và đường huyết đều ở trong giá trị bình thường. Sinh hóa, định lượng ure là 6.92, creatinine là 59.87, AST 68.92, ALT 54.78, CRP là 2.64, dòng đồ này thì 139.5 kali, kali 4.57 mmol trên lít. Canxi 1.05 mmol/lít, clo 102.6 mmol/lít. Thì ở đây là thấy AST ALT tăng nhẹ vì do tăng phản ứng còn các đa chỉ khác của các đa chỉ bình thường. Rồi, lúc đó các bạn nghe nghe người ta gọi là ngay tăng, nhưng mà thường là trên 2 lần giá trị trên giá trị bình thường ha. Trong một số các trường hợp đặc biệt hay trong xuất huyết gì đó thì nó sẽ tăng lên trên 400 lần. Trên thấy cái chỉ số nó vậy chứ không có được gì gọi là tăng nha. Thì cái ca này chỉ có hai giá xét nghiệm này thôi, tại cái ca này có thể nó không có phải là cái ca như mức độ ba, phải là vậy không khó hiểu hết tất cả các xét nghiệm như là các bạn đã thấy nè. Rồi mình đi tiếp. Hướng điều trị đối với tay chân miệng độ ba đó là nam khoa cấp cứu hồi sức tích cực. Điều trị bao gồm nằm đầu cao 15-30 độ, thở oxy cannula 1 lít/phút, phenobarbital 0.2 gram, 0.08 gram tĩnh mạch chậm trong 30 phút, thromboglobulin 5 gram, 8 gram tĩnh mạch chậm trong 68 giờ đến 2 ngày, paracetamol 1 gram, 0.12 gram trên 1 liều thuyền tĩnh mạch, 2 tiếng thương, cháo, sữa ống thích 2, tự túc, chăm sóc cấp 2, theo dõi truy giác SpO2, huyết áp và nhịp tim 1-2 giờ, nhiệt độ hồ môn 1-2 giờ cho tới khi nhiệt độ nhỏ hơn 30 phút. Rồi, thứ nhất các bạn có hỏi gì không? Rồi, có nhận xét gì về cái... Rồi, thứ nhất ha, mình chỉ sợ là điều trị, cái thuốc điều trị nha. Thứ nhất, khi bệnh cũng nằm đầu cao, đừng đi luôn là bao nhiêu độ luôn, có từ bao nhiêu mất nha, nhưng mà đồng ý em chọn.
nha, 15 30 độ cho 15 hay 30 thì nó từ 15 30 độ. Thứ hai á, thở oxy một chút 9 phút thì như bây giờ nhớ không làm là như là một tính 9 phút không có dưới mà như Việt Nam gọi là phải có. Phải có qua cái bình làm cái phải có qua. Cho nên nếu mà bây giờ không đi thở oxy thì quá cao luôn lên, cái không gian nó rồi là rồi. Cái thứ ba nữa là đi xấu rồi mình phải biết được mấy cái thuốc này sai như thế nào. Cái đâu bạc đi tan không đi hai gan thì nó sẽ pha rồi là pha lại năm một tali nó được cấp ở thuốc có một thuốc là pha với nhiệt độ là để nếu chúng ta cái trong một nguyên nhân cho là bị giá trị bị pha với nhiệt độ nhưng mà đúng là trong cuốn sách và bệnh nhân cũng đi pha với đâu một nguyên là cho năm giờ nha pha đi lại là một năm có nghĩa ủa có nghĩa là tháng tôi lên đi cho năm đó thì sẽ được nhiều tăng khoảng 16 đó thì là khoảng 16 mươi lít nước truyền đến mặt trong nhau 20 phút nha. Cho nên là bạn là tim mạch chậm nha. Đó là truyền tĩnh mạch chứ không phải là tim mạch chậm nha. Tới đây mà trong 20 phút nha. Rồi, globulin thì thuộc chất học nó là nó pha sẵn rồi mà không cần pha thêm gì nữa hết nha. Tới như là globulin là cái tùy loại như thế nào được. Một số loại nó như còn pha, một số loại nó không như còn pha. Thì cách truyền globulin thì tùy nữa là có một số cái nó khuyến cáo ở trong vòng 10-15 phút đầu em sẽ chỉ tốc độ chậm. Hình như là có 0.1 hay 0.2 gram trên ký gì đó trên 15 phút đầu thôi phải đi. Nó là một cái chế phẩm tiếp xúc thường người khả năng gây nhiễm là cao nha. Rồi đầu nó trên chạy cái tổng độ chậm trước để coi là nhân có phản ứng gì không. Rồi sau đó là nó tạo tăng tốc độ lên. Rồi cái cuối cùng nó thắc mắc là ba ai cứ cho nó ăn được mà sao không cho nó ăn ăn uống ba đâu chị kia. Chỉ nha. Thì ba ra phân môn đó một cái chế phẩm của mình là 1 gram trên 100 ml đó. 1 gram trên 100 ml thì đó tính ra 30 ml thì chuyển ra chuyển trong 15 phút 15-20 phút thì là cũng được. Thì dưới này tới mấy cái này nó lên xuống cứu hồi xuống rồi không có nó đào ngăn cả định hết nha. Nếu mà đang cài cây cho mình có bay đúng không? Ai biết cửa thì sao nó dẫn nó bị bổ quản hết giờ để cho ăn thì biết em ha. Rồi còn lại mấy cái kia mà anh không biết tại sao nó thật cái dẫn một môn 1-2 giờ vậy. Cái đó trọng sạch ở đâu cái tiên hả thì sao? Nhóm này đi học là học video nha.